First off, we have Kelly representing the Hmong clothes in China. This is just one of the variety of the Hmong tribes in China. Representing the Hmong Vietnamese. She is wearing a black Sapa Vietnamese outfit. Borders of Laos as well. First, we have Cheyenne, who is wearing Hmong Sinh Khoa. Thank you.
secret war. Many of the monks seek refuge in the to Thailand. Next up, we have Meta. She is wearing Mong Mopeng, which is located in the Thailand. Also wearing Mong Thailand, Mong Leng. Also seen in Chiang Mai, Thailand. Thank you.
Thank you.
one more time. Sa sa je je la no te ka kwa ma tu la ma tu ji ku ni jao sa ka ya te lo ko no chai ko no tu mo ko ni tu tu jong lo ko jao ye ji ku. Nó thế thâu có lấy mùa Chúa xìa, thù nó tư nghĩa có lời Nó hút lơ, đại thú tư chế trí tư Vì thù tư nghĩa nó tư nghĩa tư Lại nó tư chọn vô lý có lời Gió chi xa lê chạy, có lò mơ Lò mơ, thả nhỏ dễ dàng đầy có ที่ร้องจริงน้องบ่งเสียเฮือนคงสิคงเดียวเจ้าสาเพียเดียวก็น้องชายก็น้องตื่นหัวก็นี่ตื่นยอมดัวกูเจ้าเทียจีกูก็แค่เท่าพอแล้ว Chúa xin, tu nó tự nhiên có lời, lòng lâu đời cứu tự chịu chi tu, vì tu tự nhiên được tự nhiên được, lần nữa tu chọn vô lý có lời. Do chi xa lên trời, lòng mà, lòng mà, cái nhỏ dễ dàng đầy có khi xa. Lò ma cả nhỏ dễ dàng đầy có khi xa Gió chi xa lê cha có lò ma Lò ma cả nhỏ dễ dàng đầy có khi xa Thank you.